Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Buổi giao lưu chiều hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý thầy quý sư cô đề tài người dẫn đường. Thì với đề tài quen thuộc này đó, kính mời các thầy và các sư cô cùng suy gẫm các ý tưởng sau đây. Điều một, khi người dẫn đường dẫn là thước. Năm 2011 tôi thuyết giảng lần thứ hai tại 11 nước châu Âu. Khi đến Hà Lan thì nhờ các Phật tử chở đến thăm Hòa Thượng Minh Giác. Vì vào năm 1983 khi đang tập tu tại chùa Đại Giác thì Hòa Thượng Minh Giác đã là một vị tỳ khưu. Các Phật tử tổ chức pháp thoại cho tôi đó, dùng chiếc xe rất hiện đại từ địa điểm thuyết giảng sang chùa của Hòa Thượng đó, theo hệ thống Navigator trong xe hơi đó là khoảng 40 phút, thì trung bình 50 cây số thôi. Chiều hôm đó đó, xe chở chúng tôi đi khoảng gần 3 tiếng. Và khi báo đến nơi đó thì nhìn chẳng thấy chùa ở đâu, cứ chạy lòng vòng, chạy lòng vòng, chạy lòng vòng đến tối. Và tôi quyết định là quay trở về, là bởi vì người chở chúng tôi đi đó cũng mới đến chùa của Hòa Thượng Minh Giác lần đầu tiên thôi, do đó quên đường. Thì trong suốt 3 tiếng bị lạc đường á, hỏi hết đầu này gọi điện thoại đầu kia, nhưng mà định vị phương hướng đông tây nam bắc là rất khó. Nên cuối cùng á, tốn 3 tiếng ngồi trên xe mà chẳng thăm được Hòa Thượng Minh Giác. Thì tôi á, và trợ lý của tôi đó đành phải quay về để sáng sớm hôm sau đó đi sang nước khác tiếp tục chương trình hoằng pháp đã được hoạch định. Hệ thống Navigator của xe hơi đó đã có vào năm 2000. Hoa Kỳ đó là một trong những nước đầu tiên thiết lập hệ thống này. Và người sử dụng xe hơi đó cần phải trả tiền lệ phí để sau thời hạn hợp đồng á, thì tự động các thông tin về giao thông bao gồm đường xá, rồi các đường hư, rồi tình trạng bị tắc nghẽn giao thông sẽ được cập nhật trực tiếp từ hệ thống vệ tinh. Tôi hỏi chủ xe là đã có cập nhật hệ thống vệ tinh chưa? Cô ấy trả lời là mới cập nhật cách đây có mấy ngày thôi. Thế mà xe nó bị trục trặc cái gì đó, làm cho hệ thống Navigator này đó chỉ sai đường. Và cuối cùng á, địa điểm mà chúng tôi muốn đến á, thì không đến được. Trái lại đó, chúng tôi sẽ được dẫn đến một địa điểm khác. Tương tự vào năm 2010, chuyến hoằng pháp đầu tiên tại Đông Âu cho 11 nước. Từ Tiệp Khắc, nơi mà tôi có thời gian hơn nửa tuần
giảng cho các đạo tràng, mà phần lớn là gắn kết với ngôi chợ của cộng đồng người Việt Nam. Thì chúng tôi được đưa sang Đức thông qua biên giới mà đi bằng xe hơi. Và ngày hôm đó đó thì xe của chủ xe bị hư, đành phải mượn một chiếc xe của một người bạn, mà ở trên xe thì hoàn toàn không có hệ thống navigator. Chủ xe đã kỹ lưỡng vào trong Google Maps và Yahoo Maps để in cái lộ trình đã được thiết kế sẵn bằng hệ thống vệ tinh. Ấy thế mà chúng tôi đã bị lạc ở trong rừng khoảng gần 5 tiếng, chứ chạy hoài mà không ra được. Thì đây là hai ví dụ trong số rất ít các tình huống mà những người lái xe hoặc là khách đi đường được ngồi trên xe, bởi vì người lái xe có kinh nghiệm nhưng mà thỉnh thoảng rơi vào các tình huống trục trặc quậy muốn. Trong các phương tiện giao thông thì máy bay đó được xem là nhanh nhất, gần 900 cây số một giờ, được xem là an toàn hơn các phương tiện xe cộ với tỷ lệ từ 1.000 cho đến 2.000 lần. Và thế mà thỉnh thoảng cũng có những chiếc máy bay bay lạc đường do hệ thống phần mềm điều khiển máy bay đó có vấn đề. Chúng ta cũng nghe rất nhiều các tình huống máy bay bị rơi do hỏng động cơ, trục trặc máy, và cuối cùng á, hàng trăm người hành khách tin tưởng vào phương tiện vận hành nhanh nhất và an toàn nhất này đó đành phải vẫy tay chào với người thân một cách đó nát tan thân xác của mình. Nói cách khác là các phương tiện giao thông dầu tốt đẹp cỡ nào, tài xế hay người lái máy bay rành rẽ cỡ nào, cũng có các sự cố về kỹ thuật và cuối cùng đó không thể đến được đích điểm, ngược lại còn phải trải qua rất nhiều những cái cơn khủng hoảng lớn, thậm chí là mất mạng. Đối với các phương tiện giao thông, tài xế được xem là người dẫn đường. Navigator bằng hệ thống kỹ thuật số cập nhật trực tiếp từ vệ tinh được xem là người dẫn đường an toàn nhất, chuẩn xác nhất. Thế mà thỉnh thoảng vẫn gặp các sự cố quậy muốn. Thì trong tôn giáo đó, rất nhiều các tín đồ của đạo nhất thần và đa thần được dẫn dắt trên con đường mê tín, và suốt cả một kiếp người các tín đồ đó tưởng rằng là mình đi rất xa, rất nhanh, rất tốt, đến các mục đích rất lý tưởng, nhưng rồi họ chỉ dừng lại ở sự lẳng quẳng của tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín và dị đoan. Là một nhà chính trị vĩ đại, một nhà trí thức tầm cỡ, thái tử Tất Đạt Ta đã chối bỏ cơ hội làm vua, chọn lấy con đường tâm linh để phụng sự nhân sinh, khép lại các khổ đau. Thì trong 6 tháng đầu tiên đó, ngài được dẫn dắt bởi hai vị đạo sư nổi tiếng tại thành phố Vesali, cách Kavilavastu khoảng 500 cây số. Đó là đạo sĩ Arara Kalama và Uddaka Ramabutta. Chưa đầy 2 tuần lễ thực tập, các quả chứng của hai vị đạo sĩ này đã được Sa môn Gotama Siddhartha chứng đắc tương tự, đánh giá lại thành quả
của cảnh giới thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, Sa môn Gotama Sĩ Đạt Tha thấy rất rõ đây không phải là cảnh giới tu chứng mà ngài đang hướng đến. Và do đó đó, mạnh dạng Sa môn Gotama Sĩ Đạt Tha đã tạ từ hai vị thầy của mình để lên đường hướng về Ma Kiệt Đà, cách đó vài trăm cây số. Dầu được hai vị thầy đánh giá quả chứng ngang bằng mình và tạo cơ hội cùng lãnh đạo ngang hàng để giữ chân Sa môn Gotama Sĩ Đạt Tha, nhưng ngài đó đã tạ từ và hướng về núi khổ hạnh ở Ma Kiệt Đà. Thì tại đây đó, Đức Phật Thích Ca đã trải qua 5 năm rưỡi với phương pháp khổ hạnh ép sát, mà theo truyền thống tâm linh của Đạo Bà La Môn là con đường ngắn nhất đạt được sự giải thoát. Thực ra đó, đây là phương pháp hành hạ cơ thể này làm cho nó ốm, đau, nhức, mỏi, và với một tâm thức tồn tại trong một thân thể mệt mỏi, bệnh hoạn như vậy đó, thì không thể khởi lên các cảm giác hưởng thụ, khoái lạc giác quan. Và các đạo sĩ Bà La Môn đó đã bị đánh lừa bởi phương pháp tu sai lầm đó. Và do vậy họ xem Sa môn Gotama Sĩ Đạt Tha như là hóa thân của thần Vishnu, tức là hình ảnh bảo vệ sự sống của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Hai phương diện còn lại của Thượng Đế là Brahma, Phạm Thiên, tức là đấng khai sáng con người và vạn vật, và Shiva, đấng hủy diệt toàn bộ cuộc sống trên quả địa cầu này. Dầu được xem là hóa thân của Thượng Đế, Sa môn Gotama Sĩ Đạt Tha thấy rất rõ phương pháp đạo Bà La Môn mà mình được dẫn dắt bởi các đạo sĩ khổ hạnh và chứng đắc cao hơn họ chỉ là con đường bí lối thôi. Đáng tiếc, ngài đã tâm sự với năm người bạn đồng tu mà lỗi lạc nhất là đạo sĩ Kiều Trần Như để mong được sự đồng cảm, và sáu người cùng chuyển hướng theo con đường mới mà ngài vừa khám phá, đó là trung đạo, còn gọi là bát chánh đạo, với ba trụ cột trí tuệ, đạo đức và thiền định. Tiếc là đạo sĩ Kiều Trần Như từng là người đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa Sa Sinh, cũng là thầy dạy học 29 năm với tư cách là thái tử tại vương thành Kapilavastu, đã không chấp nhận được phương pháp mới này. Ông đã dẫn bốn bạn đồng tu khác chối bỏ Sa môn Gotama Sĩ Đạt Tha, hướng về Sanat để đến sông Hằng, nơi con đường tôn giáo mê tín của các trường phái Shiva, tức là phương diệt, quỷ diệt cuộc sống của Đạo Bà La Môn, để hứng lấy sự màu nhiệm bằng việc chầm mình xuống sông vài giây thì toàn bộ các tội lỗi và trần cấu được kết thúc. Trong câu chuyện của Sa môn Tất Đạt Đa, là về sau này đó, nhờ phương pháp trung đạo trở thành Phật Thích Ca, thì ngài đó được dẫn dắt bởi hai phương pháp. Thứ nhất là phương pháp của đạo sĩ Sa môn, sau đó là phương pháp của đạo sĩ Bà La Môn. Nhưng chẳng may hai phương pháp này đó về nguyên lý và bản chất là có vấn đề, cho nên các hành giả dù có lý tưởng cao quý, nỗ lực không bỏ cuộc nửa chừng, phấn đấu hết mình, nhưng kết quả là không đạt được những thành quả an lạc, giác ngộ,
giải thoát như sự trông đợi. Do đó, từ thời điểm giác ngộ ở tuổi 35, nhập vô dư niết bàn ở tuổi 80, Phật Thích Ca Mâu Ni đó mỗi ngày dành 9 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 6 giờ sáng, rời khỏi tịnh xá và 3 giờ chiều mới quay về lại tịnh xá. Với phước đức của Đức Phật đó, chỉ cần đi trong vòng 5-10 phút thôi, chiếc bát để độ thân chắc chắn là đầy ắp phẩm vật cúng dường từ quần chúng tại gia. Đức Phật vẫn từng bước thảnh thơi trên các ngã đường vào các làng thôn xóm để tiếp xúc với các nhóm 5 người, 10 người, 30 người, mà nhiều nhất là 200 người, rồi ngồi thành các vòng tròn đồng tâm chia sẻ chân lý mới của Ngài. Bằng phương pháp này đó, đạo giác ngộ do Đức Phật Thích Ca khởi xướng đã nhanh chóng trở thành quốc đạo của 8 trên 16 tiểu bang tại nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Và cũng dựa vào cái con số 16 tiểu bang này đó, trong kinh điển, đặc biệt là kinh Pali, Đức Phật thường dùng hình ảnh ví dụ không bằng 1/16. Quý thầy quý sư cô khi đọc cái ngữ cảnh đó đó, thì nên hiểu rằng là đây là phép so sánh, chỉ cho đó cái gì đó nhỏ bé, ít ỏi, không đáng kể, không là cái gì hết đó. Vì con số 16 đó là 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, mà 1/16 tức là nó rất nhỏ thôi. Chẳng hạn như Đức Phật nói, ai tu khổ hạnh, tóc không cạo, râu không cạo, rồi cơ thể không chăm sóc, không tắm rửa, mỗi ngày chỉ ăn vài trái cây hay là hạt bè, cơ thể chỉ còn da bọc xương, dầu tu 100 năm như vậy cũng không bằng 1/16 của người tu bát chánh đạo trong một ngày. Nghĩa là Đức Phật đó, bằng chủ nghĩa thực nghiệm, trải qua các con đường được dẫn dắt bởi các đạo sư lỗi lạc nhất trong hai trường phái Sa Môn và Bà La Môn, rồi Ngài mới tái đánh giá lại những giới hạn của các phương pháp chỉ đường này, và từ đó mạnh dạn khám phá ra con đường mới và dẫn hiến suốt cuộc đời 49 năm của mình để chia sẻ con đường mới đó, bằng cách là vẽ lại tấm bản đồ chỉ đường mà hễ ai sở hữu được nó hoặc là đồng hành với sự dẫn dắt của Đức Phật, thì từ phàm nhân trở thành chân nhân, tiệm gần thánh nhân, thánh nhân A-la-hán với 4 quả và thánh nhân Bồ-Tát với 51 tập cấp tâm linh, và cuối cùng đó, đạt được Phật quả giác ngộ trọn vẹn. Do đó, nếu con đường vào Phật Pháp của chúng ta vào những ngày đầu tiên tập sự được dẫn dắt bởi các tăng ni hay là các bạn đồng tu qua phương pháp phương tiện, tức là chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng, thì hầu như chúng ta sẽ bị mất đi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, mà thành quả tu tập của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Hiện tượng này nó cũng giống như tình trạng á, các con kiến bám lên chiếc dĩa mặt và chúng chạy lòng vòng ở trên cái vòng tròn của dĩa này, hết giờ này qua giờ khác, nếu tính ra nó có thể là hàng cây số, nhưng đứng từ một người quan sát đó thì các con kiến đó vẫn dậm chân tại chỗ ở trên vị trí của chiếc dĩa thôi. Chúng ta may mắn được làm đệ tử của Phật Thích Ca, xuất gia bằng động cơ lý tưởng cao quý,
với chánh tín, được học Phật tại các trường lớp Phật học chuẩn mực, có được kiến thức về kho tàng chân lý Phật tức kinh tạng, kho tàng đạo đức Phật tức luật tạng, kho tàng triết lý ứng dụng tức luận tạng, thì việc giải phóng các nỗi khổ niềm đau, mà cụ thể là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ đó, đặt các gánh nặng khổ đau xuống một cách nhanh chóng và dễ dàng. Còn biết bao nhiêu tín đồ của các tôn giáo khác á, thì cứ lui hui ở trên cái chiếc dĩa tín ngưỡng thôi, và cuối cùng chẳng đi tới đâu. Nhưng chẳng may mà chúng ta rơi vào tình trạng được dẫn dắt bởi những người phương tiện, hoặc là không tu học Phật pháp để tính chốn đó, thì nỗi khổ niềm đau đó biết bao giờ mới đặt được xuống. Cũng giống như tình trạng bị lạc xe, bị lạc đường, chúng ta đã mất rất nhiều thời giờ công sức, kèm theo đó là sự thất vọng nữa. Thì rất mong tất cả chư tôn đức tăng ni nhớ lời di huấn của Đức Phật: này các đệ tử, Như Lai chỉ là người chỉ đường trên nguyên tắc, và để đạt được thành quả giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải tự mình đi thôi. Vào ngày 9 tháng 6 2019, tại chùa Giác Ngộ, trong chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật, thì ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch sáng lập khu du lịch Đại Nam Văn Hiến, tỉnh Bình Dương, cùng với vợ của mình là bà Nguyễn Phương Hằng, đã tâm sự giai đoạn mê tín mà ông Dũng đó đã bị vướng vào, giống như cục 500 dính vào các vật dụng kim loại vậy. Ông ấy đã thần tượng một người phụ nữ mà trình độ học vấn chỉ có lớp 6, và bà này thông minh thiết kế một cái chương trình mê tín với sự giúp sức của 18 người để nắm lấy hết đời sống riêng tư, cũng như là các diễn tiến diễn ra tại khu Đại Nam. Rồi mỗi ngày đó, ông Dũng này phải ra hầu bà ấy như là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, sáng hầu một lần, chiều hầu một lần, và lại bà ấy, vì xem bà ấy là Bồ Tát Quan Thế Âm hóa thân. Cho đến lúc người thân của ông Dũng đã phanh phui ra sự việc này bằng các bằng chứng không thể chối cãi được, thì lúc đó ông ấy mới mở mắt tỉnh thức rằng là suốt 18 năm qua ông ấy đã bị dẫn dắt trong con đường mê tín dị đoan, tốn không biết bao nhiêu tiền, và làm cái gì đó cũng sợ hãi, kiêng cử xem ngày, xem giờ, xem phong thủy, để hy vọng rằng là sự chiếu cố của các thần linh sẽ giúp cho những gì ông ấy làm đó được thành công. Rất may đó, ông ấy còn có phước lớn, cho nên vào 18 năm bị dẫn dắt sai, và cuối cùng đó, đến năm 2008 thì ông ấy bắt đầu trở thành Phật tử chánh tín, và đó cũng là năm khánh thành Đại Nam Văn Hiến. Một người nổi tiếng như đại gia Huỳnh Quy Dũng mạnh dạn chia sẻ cái kinh nghiệm 18 năm bị dẫn dắt vào con đường tà, đó là điều mà chúng ta đáng suy gẫm. Tức là ông ấy đã vượt qua được các mặc cảm và những cái sự quê mà người ta có thể nói rằng là một nhà kinh doanh lỗi lạc, từ hai bàn tay trắng xây dựng lên một cơ đồ vĩ đại như là Đại Nam Văn Hiến, góp phần phát triển kinh tế cho tỉnh Bình Dương và toàn quốc bằng con đường du lịch xanh. Nhưng cũng may mắn nhờ sự mạnh dạn đó đó, thì nhiều người mà phần lớn là giới doanh nhân vốn không muốn đầu tư công sức nhiều mà cũng muốn có thành quả, thì thường dễ trở thành nạn nhân của các con đường mê tín dị đoan. Giờ họ đó nay cúng thần linh này, mai đi đền nọ đền kia, và bỏ ra những cái khoản tiền rất lớn để mua lấy cái sự trấn an tâm lý rằng là bằng việc cúng tiền theo sự dẫn dắt vào đường ta này đó, thì mọi sự cầu nguyện sẽ trở thành một phép màu.
tức là muốn cái gì được cái đó. Do đó các tăng ni khi nhập thế độ sinh năng động và thể hiện hết vai trò người dẫn đường cao quý thì các quý Phật tử tại gia sẽ bị không khổ cực bởi con đường lẳng quẩn mê tín dị đoan. Để làm được công việc đó đó thì yêu cầu tối thiểu mà hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra là các tu sĩ Phật giáo phải hoàn tất chương trình trung cấp Phật học 4 năm. Còn nếu ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì trước khi trải qua 4 năm trung cấp Phật học thì các tăng ni trẻ phải trải qua 2 năm sơ đẳng Phật học, nên tổng cộng là 6 năm. Nếu trong suốt 4 đến 6 năm đó học Phật Pháp mỗi năm trung bình 10 môn thì trình độ Phật học và kỹ năng tu hành, kỹ năng hướng dẫn khóa tu, kỹ năng tư vấn tâm linh cho Phật tử tại gia và năng lực tổ chức các khóa tu, các sự kiện đảm bảo là có thể thực hiện được. Còn các tăng ni học hoàn tất chương trình cao đẳng cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học và nhấn mạnh đến phương diện ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống, chắc chắn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn để giúp cho các Phật tử tại gia của mình không rơi vào con đường tà. Và đây là kỳ vọng rất lớn lao mà tất cả tăng ni chúng ta đó cần nỗ lực thực hiện. Điều 2, giáo dục là một phép màu. Khi chứng đắc được 6 pháp thần thông mà nói ngôn thông ngôn ở hiện đại đó, đó là 6 năng lực siêu giác quan, Đức Phật đã nghiêm cấm các tăng và ni không được sử dụng thần thông biểu diễn quần chúng, thu hút quần chúng, dầu với mục đích là phương tiện để dẫn dắt. Ai làm như thế là phạm luật tỳ khưu và luật tỳ khưu ni dành cho người xuất gia. Sự giác ngộ của Đức Phật với cội Bồ Đề đó được mô tả trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa đó là chứng đắc tam minh, nói theo ngôn ngữ hiện đại là 3 tuệ giác lớn. Thứ nhất, túc bình minh, tuệ giác về các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi kiết, hiểu nôm na là tuệ giác về nhân quả quá khứ. Thiên nhãn minh là tuệ giác về sự tái sinh của các loài động vật, trong đó có con người, trong tương lai, hiểu nôm na là tuệ giác về nhân quả tương lai. Và lậu tận minh là tuệ giác thấy rõ toàn bộ các nguyên nhân khổ đau, sự khổ đau đã khép lại và không còn cơ hội để tái xuất hiện. Nói nôm na là tuệ giác về nhân quả an lạc ở hiện tại này. Như vậy, nói gọn lại, bậc giác ngộ quả vị A-la-hán, Bồ-Tát và Phật được xem là những người đã đạt được tuệ giác nhân quả quá khứ, nhân quả tương lai và nhân quả hiện tại. Cho nên dầu thuyết giảng 84.000 bài chân lý mà hiện nay chúng ta còn lại 38.000 bài kinh dài, vừa và ngắn trong văn học Pali, A Hàm và Đại Thừa, thì cốt lõi những lời dạy chân lý của Đức Phật đó, chẳng qua là giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc về nhân quả và đời sống đạo đức cũng như là minh triết thôi. Còn chia nhóm loại thì gồm có quan điểm về thế giới không có nguyên nhân đầu tiên, quan điểm về con người là trung tâm, phải tự trách nhiệm về các gì mà mình đã tạo. Về quan niệm xã hội thì chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ và nhân quyền cũng như là bình đẳng giới. Về phương diện chính trị đó thì Đức Phật chủ trương chủ nghĩa pháp quyền được hỗ trợ bằng đạo đức và chân lý. Về đạo đức học thì Đức Phật chủ trương
phòng phi, tức là đừng để điều xấu ác xảy ra. Chỉ ác, nỗ lực chuyển nghiệp để ác được kết thúc. Và dương thiện đó, nỗ lực làm các việc Phật, việc nhân đạo, việc từ thiện, việc phụng sự nhân sinh. Về tu đạo quan, Đức Phật nhấn mạnh sự hoàn thiện tuệ giác, thiền định và trí tuệ và đạo đức. Về giác ngộ quan á, thì Đức Phật nhấn mạnh đến ba cấp độ giác ngộ đơn giản nhất và bắt đầu là quả vị A-la-hán, ở mức chính giữa là quả vị Bồ-Tát, ở quả vị cuối cùng là Phật quả, nói theo Phật giáo Đại Thừa. Và trong văn học Pali mà các Đức Phật giáo tâm truyền bá đó, thì giác ngộ cao nhất là Phật quả, mà Đức Phật cũng chính là vị A-la-hán. Và A-la-hán ở đây có nghĩa đen là gì? Bậc đáng tôn kính. Cho nên Phật được quan điểm trong văn học Pali là bậc giác ngộ đầu tiên là A-la-hán đầu tiên. Còn các vị thánh A-la-hán còn lại là những người giác ngộ được quả vị như Phật thông qua sự dẫn dắt con đường chân lý đúng cách của Đức Phật thôi. Và suốt 45 năm truyền bá chân lý, Đức Phật lặp đi lặp lại trong kinh điển Pali rất nhiều lần khái niệm giáo hóa thần thông, mà trong ngữ nghĩa của tiếng Pali đó có thể được dịch trong tiếng Việt hiện đại đó là gì? Giáo dục là một phép màu, tức là nhờ giáo dục á thì con người được chuyển nghiệp từ ngu dốt thành trí tuệ, từ nghèo thành giàu, từ thất bại thành thành công, từ khổ đau thành hạnh phúc, từ phàm thành thánh. Cho nên nơi nào có trí tuệ thì nơi đó có những phép màu diễn ra, và phép màu đó không phải do cầu nguyện, không phải do thần chú, cũng không phải do niệm danh hiệu Phật hay là Chúa gì hết, mà là sự thực tập đúng với các quy luật nhân quả thôi, được dẫn dắt bởi trí tuệ. Cho nên Đức Phật kêu gọi các tu sĩ trong quá trình dẫn dắt tâm linh cho Phật tử tại gia thì hãy nhấn mạnh đến góc độ giáo dục là một phép màu thôi. Và Đức Phật Thích Ca là người rất gương mẫu về học thuyết này, cho nên Ngài đã dành ra 45 năm, mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày trung bình thuyết giảng 5 bài kinh, tổng hợp lại thì có được 83.000 mấy trăm bài chân lý. Rất tiếc đó, do giới hạn của ký ức, suốt 300 năm được truyền thừa bằng sự nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các đệ tử của Đức Phật ở những thế hệ sau chỉ giữ lại 38.000 bài kinh thôi, còn 40.000+ bài còn lại bị quên mất đi, không nhớ được hết. Và đó cũng là điều mà chúng ta rất may mắn. Nếu so với văn học của các tôn giáo khác đó, thì chân lý Phật vẫn được xem là nhiều, và những lời dạy từ chân lý Phật được xem là đi trước khoa học hiện đại, thích hợp với xã hội, mang lại niềm an vui hạnh phúc cho nhân sinh. Cho nên á, nhấn mạnh đến góc độ giáo dục á, thì chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công trong nhập thế và độ sinh. Gần 100 năm chủ nghĩa thực dân Pháp cai trị Việt Nam, hai nhiệm vụ mà thực dân Pháp làm tại Việt Nam á, đó là biến người Việt Nam thành những kẻ nô lệ, cướp hết toàn bộ nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có của Việt Nam đưa về để góp phần làm giàu cho nước Pháp văn minh. Phần thứ hai là chủ trương chính sách ngu dân để cho người Việt Nam đó dễ dàng bị cai trị bởi chủ nghĩa thực dân. Về phương diện tôn giáo đó, thì thực dân Pháp nỗ lực biến Công giáo vốn là con Giê-xu tại Việt Nam vào thời điểm mà thực dân Pháp xâm lăng Việt Nam trở thành đó là 4% dân số sau gần 100 năm cai trị. Và sau đó đó thì chủ nghĩa cai trị độc tài Ngô Đình Diệm từ năm 1954 cho đến năm 1963, thì chính năm này đó
Phật giáo Phật Việt Nam là tiếp tục rơi vào khủng hoảng lớn. Và suốt cả hai giai đoạn đó, thì khi nói đến tu sĩ Phật giáo Việt Nam thì quần chúng Việt Nam á, hiểu nôm na là gì? Các ông thầy cúng, các bà thầy cúng, các quý hòa thượng nay tuổi từ 80 cho đến 95 mà đang còn sống đó, thường kể cho chúng ta nghe rằng là vào giai đoạn pháp thuộc mà các ngài là những nhân chứng, và trong giai đoạn của tổng thống Ngô Đình Diệm đề cao Công giáo đó, thì hầu như đó 98% tu sĩ Phật giáo là mù chữ, tức là kiến thức tới học không có được mấy người đạt được trình độ lớp 12, phần lớn là từ lớp 6 trở xuống. Và các Phật tử tại gia là mù chữ Phật pháp tập thể. Cho nên khi nhìn thấy một tăng hoặc ni nào mặc chiếc áo hậu màu vàng, các sư cô mặc chiếc áo hậu màu lam đi vào các ngã sớm đó, thì người ta đoán biết rằng ở đó vừa có người chết. Vì cái công việc của các thầy tu lúc bấy giờ là đi làm thầy cúng thôi. Sự tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 đã đẩy đến một tình trạng là Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất của gia đình Công giáo Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và giám mục Ngô Đình Cẩn phải bị cáo chung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào đầu năm 1964, thống nhất 13 hệ phái Phật giáo lúc bấy giờ là một, và lập ra hai viện, đó là Viện Tăng Thống và Viện Quá Đạo. Viện Quá Đạo nó giống như là hội đồng trị sự, Viện Tăng Thống giống như là hội đồng chứng minh của giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Và các thành viên Viện Quá Đạo phần lớn là tuổi 20 cho đến tuổi 40. Trên 45 tuổi là được đưa vào trong Viện Tăng Thống để chứng minh. Do đó giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dầu thành lập và tồn tại chỉ có 11 năm, từ năm 1964 cho đến năm 1975, đã làm một số kỳ công, đó là lập nên trường Đại học Vạn Hạnh và 158 trường Trung học Bồ Đề, để góp phần đẩy mạnh chiến lược quan trọng nhất của Phật giáo, đó là giáo dục là một phép màu. Sau năm 75, theo luật Việt Nam lúc bấy giờ, toàn bộ hệ thống trường tư thục không được phép tiếp tục hoạt động. Đại học Vạn Hạnh phải cáo chung. 158 trường Trung học Bồ Đề phần lớn giao cúng lại cho chính quyền địa phương để làm trường học cho các cháu lúc đó. Chùa Giác Ngộ là trường trung học chợ lớn duy nhất còn sót lại cho đến ngày hôm nay, không bị mất đi vì không hiến cúng cho nhà nước thôi. Như vậy chúng ta thấy là lãnh đạo của Phật giáo vào giai đoạn đó thấy rất rõ, chỉ bằng con đường giáo dục Phật giáo Việt Nam mới thoát ra khỏi ách nạn của mù chữ về kiến thức thế học và mù chữ Phật pháp về phương diện Phật học. Đóng góp trong phong trào đó thì ở miền Bắc có một số nhà sư rất lỗi lạc, ở miền Trung có nhiều tổ sư rất lỗi lạc, ở miền Nam cũng tương tự như thế. Nhưng mà phong trào đạt đến đỉnh cao là khi Hòa Thượng Phước Huệ truyền bá Phật pháp ở miền Trung và sau đó ở miền Nam, thì cái phong trào Phật học đó bắt đầu nổi dậy. Đầu tiên là ở tại tỉnh Trà Vinh, lúc đó là chính quyền của tỉnh ủng hộ Phật pháp mạnh và lập ra trường Phật học. Sau đó địa bàn này đó nó là một cái tỉnh lẻ, thì các vị cao tăng lúc đó đứng đầu là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh phải về từ Trà Vinh lên thành phố Hồ Chí Minh và chọn chùa Ứng Quang, nay gọi là Ấn Quang, để thành lập ra trường Phật học Nam Việt.
cho toàn bộ miền Nam. Lúc đó đó, trường Phật học, quý vị biết là mỗi tăng ni sinh, xin lỗi, lúc đó chỉ có tăng sinh theo học á, thì phải đóng 10.000 đồng để phụ vào cái tiền ăn. Vì Phật giáo bị suy vong đến độ đó, nếu không đi làm nghề thầy cúng thì quần chúng tại gia không ai cúng chùa hết. Và các lớp đầu tiên đó đã tạo ra các bậc long tượng Phật pháp trong thời cận hiện đại này. Và những người có công giảng dạy đó là Đại sư Thiện Hoa, Đại sư Thiện Hòa, và đã giúp cho Phật giáo miền Nam có được nhiều thế hệ cao tăng khác. Lỗi lạc bậc nhất vẫn là Thiền sư Nhất Hạnh, Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Từ Thông và nhiều vị khác, cũng như là những thế hệ kế thừa sau cái khóa đầu tiên này. Như vậy chúng ta thấy là giáo dục là một phép màu trong đất nước Việt Nam thời cận hiện đại đó, chỉ mới bắt đầu từ năm 1964 với sự ra đời của trường Đại học Vạn Hạnh và 158 trường Trung học Bồ Đề. Và ngày nay đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981 tiếp tục sứ mệnh cao quý này, và ta đang hiện có 4 học viện Phật giáo Việt Nam đào tạo cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ ở Hà Nội, Huế, thành phố Sài Gòn và Cần Thơ, 9 trường cao đẳng độc lập và 35 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc, và khoảng vài chục lớp sơ đẳng Phật học. Thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên phá đi những cái truyền thống, là nếu không mạnh dạn vào lúc đó thì chúng ta đã không có được các nhân sĩ, tu sĩ tri thức như là ngày hôm nay. Thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên đi học cử nhân văn khoa, và lúc đó thì hòa thượng chủ trì của chùa Ứng Quang là Nghiêm Cấm, cũng theo truyền thống của các bậc tổ đi trước thôi, sợ học thế học thì hoàn tục, cho nên là Nghiêm Cấm và phải lén đi học. Và để có được học phí đó thì thiền sư Nhất Hạnh phải viết truyện ngắn Phật giáo và bán tác quyền đó cho các tạp chí lúc bấy giờ để có đủ tiền đi học, và là người đầu tiên trong Phật giáo Việt Nam cận hiện đại đậu được bằng cử nhân văn khoa. Dưới sự khích lệ của thiền sư Nhất Hạnh đó, từ 10 vị học trò của thiền sư và nhiều vị học trò khác, và phần lớn là học tại Phật học đường Ấn Quang, tức là Phật đường Nam Việt đó, đã lần lượt có được cử nhân văn khoa. Trong đó lỗi lạc nhất là hòa thượng Thích Minh Cảnh, vừa về cõi Phật cách đây vài tháng, rồi thầy Trí Không từng dạy lớp cao đẳng Phật học tại đây, thầy Thiện Tánh ở Đồng Tháp và 7 vị khác nữa. Mà bây giờ đó cả 10 vị này đã về cõi Phật hết rồi. Thiền sư Nhất Hạnh đã kết nghĩa anh em thế hệ học trò của mình, những người mạnh dạn đi học thế học để đạt được trình độ cử nhân đầu tiên. Và sau đó Đạo Vạn Hạnh đã phái cử 10 vị đi du học ở Đài Loan, rồi những vị đi du học ở Nhật Bản, có những vị đi học ở Anh, những vị đi học ở Pháp, những vị đi học ở Hoa Kỳ. Và trước năm 75 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã phái cử khoảng 300 vị đi du học tiến sĩ tại Đại học Na Lan Đà. Và trong số đó thì hiện nay đó thì đại đa số đã hoàn tục hết rồi, vì phần lớn là các nhà sư Nam Tông Khmer. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Thiện Châu, Hòa Thượng Thích Quyền Vi là 3 vị lỗi lạc nhất, làm nhiều Phật sự nhất, đóng góp cho Phật giáo Việt Nam nhiều nhất sau khi tốt nghiệp từ trường Đại học Na Lan Đà. Sau thế hệ đó thì có Hòa Thượng Thích Quyền Diệu, cũng là người tốt nghiệp tiến sĩ của Đại học Na Lan Đà. Thì nói nhắc lại cái bối cảnh giáo dục Phật giáo Việt Nam cận đại để chúng ta thấy đó là một cái con đường để đề cao vai trò giáo dục là một phép màu được Đức Phật chủ trương. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì các tăng ni nhập thế sau khi tốt nghiệp các bằng cử nhân Phật học tham gia vào các công việc hoằng pháp, tức là thuyết giảng Phật pháp ứng dụng tại các giảng đường,
tham gia vào các công tác giáo dục, tức là giảng dạy Phật học mang tính sư phạm tại các trường lớp Phật học, chỉ là đếm ở trên đầu ngón tay ở tại các tỉnh thôi. Tỉnh nào cũng có 25 giảng sư và một số thành viên của đoàn giảng sư. Thế mà không có bao nhiêu tỉnh trên tổng số 63 tỉnh thành, các tăng ni trong ban hoằng pháp đã không nhiệt huyết tạo ra các giảng đường để thuyết Phật pháp cho các Phật tử tại gia. Về phương diện này đó, thì cho đến hiện nay chúng ta chưa có được 2% trên tổng số 16.600 ngôi chùa chính thức và gần 5.500 ngôi chùa đang xin phép gia nhập vào giáo hội và chờ sự chấp thuận của nhà nước. Và điều đó đã dẫn đến tình trạng là các Phật tử phải tự bê. Và trong số tự bê thì đại đa số đã rơi vào có con đường mê tín dị đoan, đi lầm vòng thôi. Đó là điều rất là chua xót. Các tỉnh thành lớn ở miền Trung mà Phật giáo được gắn bó không biết bao nhiêu đời, như là Huế, đến thời điểm hiện nay đó cũng mới có được 2 giảng đường chính thức cho Phật tử tại gia. Bình Định cũng có 2 giảng đường thôi. Thành phố Hồ Chí Minh thì có được 100 giảng đường trên tổng số 1.700 ngôi chùa. 100 giảng đường trên tổng số 1.700 ngôi chùa là quá nhỏ. Đang khi chúng ta không thiếu tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học. Như vậy, tinh thần nhập thế và sự cam kết nhập thế của tăng ni chúng ta trong giai đoạn hiện nay đó là chưa đạt yêu cầu. Nếu so với các vị linh mục trong Công giáo, mục sư trong Tin lành, thì tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, ngày Chủ nhật có 3 thánh lễ: 5 giờ sáng, 8 giờ sáng, 5 giờ rưỡi chiều. Mỗi thánh lễ hơn 1 tiếng đồng hồ. Các linh mục, mỗi giáo xứ chỉ có một linh mục trưởng quản thôi, mà phải lãnh đạo mấy ngàn giáo dân, phải thuyết giảng 3 lần, làm lễ 3 lần. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Giáo hội Vatican, thì vào ngày thứ 2 đến thứ 7 họ bắt chước đạo Phật, và mỗi bữa chiều tối mở thêm các thánh lễ để ai bận vào ngày Chủ nhật có thể đi nhà thờ vào những ngày hành chánh sau khi đi làm về. Vì theo Công giáo đó, Chủ nhật có nghĩa đen là ngày của Chúa. Ngày đó thì tín đồ Công giáo trên toàn cầu phải ngưng hết các hoạt động kinh doanh để chăm sóc đời sống tinh thần tại một nhà thờ gắn kết với một giáo xứ mà họ là các thành viên. Thì bây giờ Giáo hội Vatican đã cải cách để cho giáo dân được thuận lợi hơn, và tinh thần quản lý từ ông trùm giáo xứ của các họ đạo, cũng như là tinh thần tự đi và sự bắt buộc của các bậc cha mẹ trong mỗi gia đình Công giáo, đã làm cho dân số Công giáo tại Việt Nam từ năm 1964 là 4% dân số, nay đã nâng lên được 8% dân số. Từ năm 1964 Phật giáo Việt Nam 75% dân số, nay chưa được 20% dân số là Phật tử. Có nghĩa là chúng ta đang bị tụt giảm dân số rất là nghiêm trọng bởi sự thờ ơ và kém năng động trong nhập thế của các tăng ni. Và về trình độ Phật pháp thì tăng ni Việt Nam chúng ta không thua ai so với các quốc gia trên thế giới này. Do đó rất mong Chư Tôn Đức Tăng Ni nỗ lực với vai trò là chủ trì. Nếu không có năng khiếu thuyết giảng, hãy nỗ lực tập thuyết giảng. Sau khi nỗ lực tập thuyết giảng nhiều lần mà vẫn chưa giảng được, thì hãy mời giảng sư ở những nơi khác đến giảng giùm cho mình. Vào năm 1997, khi Thượng tọa Chân Tín chủ trì chùa Hoằng Pháp mở khóa Phật thất đầu tiên, chỉ có 56 Phật tử tham gia. Gần 2 năm sau, số lượng đó mới lên được 300-400 người. Và Thượng tọa Chân Tín
thì chỉ có tốt nghiệp sơ đẳng Phật học tại chùa Giác Ngộ và có cử nhân dân khoa của Đại học Sư phạm trong chương trình vừa học vừa làm. Nhưng mà nỗ lực của thượng tọa chân tính là rất đáng được tán dương, không mấy người trên nước Việt Nam này làm được. Đó là lý tưởng và sự tha thiết đối với Phật giáo trong việc phục vụ nhân sinh. Và thượng tọa là người không có năng khiếu nói, có năng khiếu viết, viết truyện ngắn, sau đó phải tập thuyết giảng. Thì những buổi đầu á, thượng tọa chân tính thuyết giảng là phải soạn một cái bài giảng 12 trang, gần như là đọc thôi. Sau nỗ lực vài năm, từ 12 trang còn lại 1-2 trang. Như vậy, khi chúng ta không có bộ nhớ tốt thì có thể nhờ sự trợ giúp của 1-2 trang giấy A4. Đó là chuyện bình thường, không có gì phải ngại. Quần chúng tại gia khi nghe tăng ni thuyết giảng, họ không quan trọng là vị ấy thuyết giảng từ bộ nhớ, từ sự thực tập, từ sự chứng đắc hay là nhìn vào tờ giấy. Điều mà họ quan tâm đó là trong thời thuyết giảng đó họ học được cái gì và ứng dụng được cái gì thôi. Ngày nay thì phần lớn chúng ta đều có iPad. Quý tôn đức tăng ni có thể soạn bài giảng đưa vào trong iPad sẵn, đi đâu mang theo. Và người nào á, mắt có sức khỏe tốt á, thì có thể soạn và đưa vào trong iPhone. Đi đến bất cứ chỗ nào mà ai mời giảng đột xuất không có gì phải ngại hết trơn. Trong vòng 5 phút thôi, nhìn lại cái bài soạn sẵn của mình trong iPad, iPhone, đặt ở trước mặt mình. Và khi coi hết cái phần nháp đó, trang này quẹt một cái là nó qua trang thứ hai, quẹt một cái là trang thứ ba, rất là khỏe re, không có gì phải ngại hết trơn á. Thao thao bất tuyệt. Như vậy, so với các vị linh mục và mục sư thì tăng ni chúng ta giàu có học thuyết, cứu độ nhân sinh, có tâm từ bi lớn, có phương tiện trí tuệ lớn, có đủ thứ hết. Nhưng sự nhập thế chúng ta là thua họ rất xa. Nếu tăng ni Việt Nam không nỗ lực đó, 3 thập niên nữa thôi, theo dự đoán của tôi, Việt Nam sẽ trở thành Hàn Quốc 2. Cuộc nội chiến về ý thức hệ chính trị của Nam Bắc Hàn diễn ra từ năm 1950. Miền Bắc thì được hỗ trợ bởi Liên Xô và Trung Quốc. Nam Hàn Quốc thì được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ. Rất may đó, nội chiến này khép lại vào năm 1953 và chưa có tuyên bố hòa bình giữa hai bên, chỉ mới tạm ngừng chiến thôi. Sau đó, Nam Hàn trở thành nước đàn em và sân sau của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ đã kia hỗ trợ giúp cho Nam Hàn, một quốc gia nghèo hơn miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và từ năm 1960 trở về trước đó, thì công dân Hàn Quốc phải sang miền Nam Việt Nam chúng ta để lao động phổ thông, lao động ô xin, lao động thấp. Bây giờ họ đã vượt bậc chúng ta khoảng 5 thập niên. Và khi hỗ trợ cho Nam Hàn đó, thì Mỹ cũng như bất cứ một quốc gia phương Tây nào không bao giờ cho miễn phí đâu, luôn kèm theo các điều kiện. Và điều kiện tiên quyết dĩ nhiên vẫn là phải là trung thành về vấn đề ý thức hệ chính trị. Thứ hai đó, đó là cho phép và khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tin Lành gồm 400+ giáo phái tại Hoa Kỳ được tự do hành đạo tại Nam Hàn. Từ năm 1953 đến hôm nay chưa được 8 thập niên, tại Nam Hàn Tin Lành đạt được 23% dân số, Công giáo đạt được 24% dân số, Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, từ một tôn giáo quốc đạo có trên 90% dân số là Phật tử, nay tại Hàn Quốc chỉ còn 18% dân số là Phật tử thôi. Nếu nói về cơ sở vật chất thì các chùa Nam Hàn hơn xa các chùa Việt Nam. Nếu nói về mỹ thuật thì mỹ thuật Phật giáo Nam Hàn đẳng cấp hơn mỹ thuật Việt Nam. Nếu nói về chất lượng và chất liệu xây chùa thì Nam Hàn hơn chúng ta rất là nhiều.
Nếu nói về sự tự do và các điều kiện thuận lợi thì Phật giáo Nam Hàn thuận lợi hơn giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Thế thì tại sao Phật giáo Nam Hàn từ là quốc giáo với 90% dân số, nay chỉ còn lại 18% dân số thôi là Phật tử? Đó là do cách làm đạo thụ động của các tăng ni, và chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng thôi. Ở Nam Hàn thì có hai trường phái chính, đó là Thiền Tông, chủ yếu là Thiền Tào Khê, và Tịnh Độ Tông. Thì từ phái Thái Cổ, có từ Thế Tử thứ tư đến năm 1962 tách ra thành đó là phái Tào Khê để phục hưng Phật giáo. Và đến bây giờ đó thì Hàn Quốc có 60 giáo hội, và hai giáo hội chính là giáo phái Thái Cổ và giáo phái Tào Khê. Thế mà Phật giáo vẫn tiếp tục bị suy vong, là bởi vì dầu là theo Thiền Tông hay là theo Tịnh Độ Tông thì nghi thức tụng niệm của Phật giáo này đó ảnh hưởng từ Trung Hoa, cũng giống Nhật Bản và Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, chỉ tập trung ở sinh hoạt tín ngưỡng. Người già, người bệnh, người có tội, người chết hết. Các nghi thức cầu an thì dành cho người già, người bệnh, người hấp hối. Các nghi thức sám pháp thì dành cho người có tội. Các nghi thức cầu siêu thì dành cho người qua đời. Còn thành phần trí thức, doanh nhân, chính trị, giới trẻ, mà 38.000 bài kinh còn lại của chúng ta đó chiếm đại đa số là thuộc về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan và giải thoát quan, hầu như đã bị bỏ quên trong sinh hoạt và nghi thức đọc tụng tại các chùa theo Phật giáo Đại Thừa. Và đó là lý do tại sao ở các nước Phật giáo Nam truyền mà chúng ta thường có thành kiến xem họ là chiếc xe nhỏ, đầu óc hẹp hòi, phương pháp ích kỷ, tinh thần không có vị tha, độ sinh không có hiệu quả. Nhưng Phật giáo Nam truyền đến quốc gia nào là không hề bị suy vong. Và bây giờ người ta vẫn giữ được từ 94 cho đến 97% dân số là Phật tử. Còn chúng ta bao giờ cũng tự xưng mình là Đại Thừa. Cổ xe lớn, cổ xe hiệu quả, phương pháp từ bi lớn, độ sinh hiệu quả. Nhưng mà các nước Đại Thừa, Trung Quốc là suy thoái cao nhất, rồi Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Duy có nước Đại Thừa Tây Tạng, Đại Thừa Mông Cổ và các nước Đại Thừa đi theo Phật giáo Tây Tạng thì vẫn thịnh hành với 75 cho đến 90% dân số là Phật tử thôi. Đó là trường hợp ngoại lệ. Còn các nước Đại Thừa ảnh hưởng từ Trung Hoa chỉ dừng lại ở tín ngưỡng cầu an và cầu siêu, Phật giáo đều bị suy vong trong thời càng hiện đại hết. Điều 3, thực đơn và thực chất bổ tâm linh. Về các nghi thức độc tụng, chúng ta nên xem đó như là thức ăn tinh thần cho đời sống trí não của chúng ta. Tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam đó, bữa khuya thì chúng ta tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bi Thập Chú, rồi có 15 phút đi thiền hành, sau đó là lại Phật và những sám pháp thuộc về Tịnh Độ Tông. Như vậy nghi thức này đó dung hòa giữa Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Thiền Tông chỉ có phần đi thiền hành, Mật Tông là đại đa số các câu thần chú, và Tịnh Độ Tông là phần sám pháp. Đứng từ góc độ Phật học đó thì bản chất của các thần chú là giúp cho chúng ta đạt được định tâm thôi. Và nói theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì việc tụng trì thần chú và đọc kinh về bản chất á là đang tu thiền chỉ samatha phavana, mà mục đích của nó là đạt được định thế thôi, không thể mở được trí tuệ. Nghi thức cúng quá đường sau đó trở thành là nghi thức cúng ngọ, thực ra đó là biết ơn ba đề mười phương Phật, các vị Bồ Tát, rồi thực hiện tam đề ngũ quán để cam kết độ sinh. Đó là nghi thức do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn, hoàn toàn của Trung Quốc. Nghi thức công phu chiều mông sơn thí thực cúng 10 loại cô hồn cũng do Trung Quốc biên soạn, để
để thể hiện lòng từ bi đối với các hương linh chưa được siêu thoát. Hầu như nghi thức buổi trưa và nghi thức buổi chiều tại các chùa Đại Thừa đó không dành cho quần chúng tại gia. Và nghi thức buổi tối được gọi là tịnh độ 246, 357 đan sen, hoặc là kinh Phổ Môn hướng về cầu an, kinh Di Đà hướng về cầu siêu. Về sau này các chùa mạnh dạng thêm đã có thêm kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Cha Mẹ, kinh Địa Tạng. Và tất cả các nghi thức khuya, trưa, chiều, tối chỉ đơn thuần dừng lại ở tín ngưỡng, sau này để được bổ túc thêm nghi thức sám hối hồng danh. Đó là dành cho những người có tội và có lỗi thôi. Đang khi các bài kinh triết lý sâu sắc làm cho Đức Phật có được giá trị cốt lõi vượt trội hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì không được sử dụng trong các nghi thức độc tụng, mà vốn đó là thực đơn tâm linh của người xuất gia và tại gia. Và điều này đó nó dẫn đến tình trạng á, là chúng ta chỉ làm đạo bằng con đường tín ngưỡng thôi. Và đó là một trong những lý do làm cho tăng ni kém nhập thế. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn thay đổi nghi thức độc tụng này đó, thì Phật tử tại gia tiếp tục bị thiệt thòi. Vào năm 1992, khi được bổ nhiệm làm chủ trì chùa Giác Ngộ, thì tôi đã mạnh dạn tuyển 49 bài kinh, trong số đó 35 bài là kinh điển Pali và A Hàm, 14 bài là lấy các phẩm kinh Đại Thừa từ kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh của Lục Tổ Huệ Năng, để giúp cho các Phật tử tại gia đó có thể có một cái hiểu biết về Phật pháp một cách hệ thống và bao quát từ thấp đến cao. Thì ấn bản đầu tiên đó là năm 1994 được ấn tống là 3.500 quyển. Đến năm 2000 đó thì chúng tôi lại ấn tống thêm 5.000 quyển ở tại Ấn Độ, gỡ đi cho các chùa Việt Nam ở Hoa Kỳ và Canada. Thì vào thời điểm năm 1994 thì làng Mai Thiền Sư Dứt Hạnh đó xuất bản cái quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn gồm 26 bài kinh, trong đó đó đại đa số là các bài kinh từ văn học Pali và một số bài từ văn học A Hàm. Chỉ có ba bài thuộc Đại Thừa, đó là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn và kinh Năng Nọ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thôi, để dung hòa giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thì đến năm 2015 Thiền Sư Dứt Hạnh ra ấn bản Làng Mai Đại Toàn cuối cùng hoàn thiện hơn với các nghi thức đầy đủ hơn. Thì đó là một cái bước ngoặt về chất bổ mới ở trong các nghi thức đọc tụng bằng tiếng Việt của chúng ta. Rất mong mà chư tôn đức tăng ni hoan hỷ tham khảo nghi thức Làng Mai Đại Toàn, quyển kinh tụng hàng ngày của chùa Giác Ngộ, kinh Phật cho người bắt đầu năm 2011, kinh Phật cho người tại gia năm 2013, 1.000 trang gồm 63 bài kinh. Trong đó đó chỉ có 6 bài kinh thuộc Đại Thừa, còn lại đó là các kinh Pali và A Hàm. Gần đây thì có thêm kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật căn bản. Năm 1998 thì chúng tôi biên soạn và xuất bản ấn tống Nghi Thức Cầu An gồm 10 bài, Nghi Thức Cầu Siêu gồm 12 bài, để bổ sung vào hai nghi thức, đó là kinh Phổ Môn và kinh A Di Đà truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, để giúp cho các gia đình á được hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu mỗi ngày một bài kinh hoặc hai bài kinh khác nhau, để giúp cho quần chúng tại gia có cơ hội tiếp cận được các bài kinh khác nhau mà giá trị của nó là giúp cho người ta không đánh đồng đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi, nhờ đó vượt ra khỏi nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm. Quỹ Đạo Phật ngày nay thuộc chùa Giác Ngộ được thành lập nay là được 5 năm rưỡi, nhờ đó mà các hoạt động Phật sự của chùa Giác Ngộ ngày càng được tăng trưởng và phát triển. Mỗi năm thì chùa Giác Ngộ trung bình ấn tống 150.000 đầu sách cho đến 500.000 đầu sách,
nó tùy theo thời điểm. Quỹ đạo Phật ngày nay được vinh dự ấn tống toàn bộ các sách trung cấp Phật học trên toàn quốc, và sắp tới sẽ ấn tống toàn bộ các sách cao đẳng Phật học và cử nhân Phật học theo chương trình mới do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương ban hành, cũng như là các nghi thức đọc tụng thuần Việt, và trên 200 đầu sách Phật học ứng dụng và Phật giáo nghiên cứu, mà mục đích của nó là giúp cho Phật tử tại gia đó có thể xóa đi nạn mù chữ Phật pháp. Nếu các khóa tụng sáng trưa chiều tối gồm có các bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan á, thì đảm bảo các tăng ni dầu không được may mắn học tại các trường Phật học qua các cấp học khác nhau vẫn có đủ kiến thức Phật pháp nền tảng để làm đạo. Và chúng ta phải mạnh dạn thay đổi các nghi thức chữ Hán sang tiếng Việt. Chúng ta thử tham khảo cách mà Công giáo đã làm. Trước đây Công giáo họ rất thần tượng và xem tiếng Latin đó là thánh ngữ của họ, và trên toàn cầu họ chỉ truyền bá kinh thánh bằng tiếng Latin thôi. Kể từ khi chủ nghĩa thực dân bởi các nước tư bản, mà phần lớn là họ theo Công giáo và Tin lành, bao gồm Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v. đi xâm lăng các châu lục, thì bây giờ Kinh Thánh đã có được chủ trương mới từ Vatican, đó là dịch ra các phương ngữ ở tại các quốc gia bị làm thuộc địa đó. Và cho đến bây giờ đó thì có khoảng 5.000 phương ngữ trên toàn cầu dịch Kinh Thánh Cựu Ước và Tăng Ước để cho các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng Ấy Đê, tiếng Udu, v.v. ở các vùng Tây Nguyên, Cao Nguyên vẫn có thể hiểu được lời Chúa dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục bảo thủ chữ Hán Việt mà vốn rất xa lạ với quần chúng người Việt Nam. Nếu như chúng ta không mạnh dạn thay đổi ngôn ngữ đọc tụng và tiếp tục chữ Hán đó, thì chúng ta vô tình làm cho cộng đồng tri thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân tại Việt Nam xoay lưng tiếp tục với đạo Phật. Tại vì hiện nay đã đến chùa phần lớn là U60 và đại đa số là chị em phụ nữ. Người đi chùa đại đa số là thất nghiệp hay là dân nhà nghèo, và do đó không thể làm cho Phật giáo phát triển mạnh được. Cho nên chúng ta phải lưu tâm vấn đề này để cùng nỗ lực tập thể, nhờ đó đó phát triển Phật giáo Việt Nam, và không để cho Phật giáo Việt Nam trở thành bản sao của Phật giáo Trung Quốc, bản sao Phật giáo Hàn Quốc, bản sao của Phật giáo Nhật Bản. Và hiện nay đó thì các giảng sư Việt Nam mặc dầu là chưa đầy 100 vị trên tổng số mấy ngàn vị giảng sư nhiệt tình truyền bá Phật pháp qua việc truyền thông mạng, và nay thì sử dụng Facebook để truyền trực tiếp. Và về phương diện các bài Phật pháp online thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam hiện nay đã có được gần 40.000 bài pháp thoại, mà trang web phatam.com do chùa Giác Ngộ khởi xướng đó, đó là một cái thư viện lớn nhất trên toàn cầu, có đủ 40.000 bài pháp thoại để giúp cho các Phật tử tại gia thích giảng sư nào, tăng hay ni, trong nước hay nước ngoài, có thể nghe được bài giảng của các vị đó để xóa nạn mù chữ Phật pháp tập thể ở quần chúng tại gia. Bên cạnh đó thì chùa Giác Ngộ còn có trang web banhoangphap.com tập hợp hơn 1.000 bài giảng của các giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, mà tôi có cơ hội làm tổng điều phối. Về phương diện pháp thoại phổ biến trên mạng thì Việt Nam là đứng đầu toàn cầu hiện nay, trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là điều và dấu hiệu rất là đáng mừng. Nếu mỗi tỉnh thành, trên số 63 tỉnh thành, 25 vị giảng sư và 25 vị giảng viên ban giáo dục
Phật giáo Trung ương, tổng cộng mỗi tỉnh chúng ta có được 50 vị. Nếu đồng việc tình hợp lực mà làm thì chúng ta đã có gần 3.500 giảng sư và nhà giáo Phật giáo chia sẻ Phật pháp cho quần chúng tại gia, thì Phật giáo Việt Nam không lo sợ là không tăng trưởng và phát triển và trở thành là quốc giáo về phương diện dân số, có nghĩa là đạt được ít nhất là 75% dân số Phật tử. Hiện nay cộng Tin Lành và Công giáo lại thì chúng ta có được khoảng gần là 12% dân số. Còn 88% dân số đó hiện nay là theo đạo thờ thông bào và không có đạo. Lấy 88% đó trừ đi 18% Phật tử thì chúng ta còn 70% dân số chưa được chăm sóc ở tại Việt Nam. Là nếu như chúng ta không nỗ lực thì các tôn giáo khác bằng con đường quản trị, bằng nguồn tài chính phong phú, bằng kinh nghiệm tổ chức các sinh hoạt tín ngưỡng hấp dẫn, dân số của họ sẽ gia tăng như là tại Hàn Quốc, và chúng ta sẽ bị thiểu số hóa trên mảnh đất Việt Nam đồng hành dân tộc giữa Phật giáo đã có 21 thế kỷ, đành phải ngậm mồ hòn làm ngọt thôi. Không phải là chúng tôi bi quan quá về Phật giáo Việt Nam, nhưng mà cần phải cảnh báo cái xu thế. Nếu như chúng ta không nỗ lực từ bây giờ trở thành những người dẫn đường có trách nhiệm cao, nhập thế cao, không mệt mỏi ngày đêm như Đức Phật Thích Ca, thì cơ hội đóng góp cho quần chúng nhân sinh tại Việt Nam của chúng ta là không cao lắm đâu. Và nếu như chúng ta tiếp tục ngồi ở chùa để chờ Phật tử đến, thay vì bắt chước Đức Phật là đi vào các làng xã để độ nhân sinh mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ, thì Phật giáo Việt Nam cũng khó lòng mà phát triển được. Tương tự, số phận đó sẽ xảy ra với các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Hiện nay Nhật Bản có 46.000 ngôi chùa, 18.000 ngôi chùa không có sư trụ trì, mặc dầu cho phép được lấy vợ và có con. Các con trai của các nhà sư Nhật Bản đã không muốn làm trụ trì nữa. Đó là sự suy thoái lớn. Trung Quốc 1.4 tỷ dân số mà chỉ có 80.000 tăng ni trên toàn quốc, và 60.000 nhà sư Tây Tạng khi Tây Tạng được liệt vào một tỉnh của Trung Hoa. Tổng cộng họ chỉ có 140.000, đang khi Việt Nam chúng ta có được 56.000 tăng ni. Thái Lan có 400.000 tăng ni, Miến Điện có 900.000 tăng ni, là quốc gia phá kỷ lục về dân số tu sĩ cũng như tỷ lệ tu sĩ so với tỷ lệ dân số của toàn quốc. Và Miến Điện có 97% dân số là Phật tử, Thái Lan 96.8% dân số là Phật tử. Thì rất mong mà quý Tôn Đức Tăng Ni suy nghĩ về vai trò của vị đạo sư mà Đức Phật đã dấn thân suốt 45 năm. Và để làm vai trò đó thì chúng ta phải nỗ lực làm giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý và các phương diện Phật sự còn lại thuộc 13 ban ngành trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, ngoài ban hoằng pháp, ban giáo dục, ban hướng dẫn Phật tử, chỉ nên xem đó là cánh tay trái của tu sĩ thôi, chứ không nên là cánh tay phải. Cánh tay phải đó là bậc đạo sư, người dẫn đường, đó là con đường tốt nhất, vai trò quan trọng nhất. Cũng giống như bác sĩ thì phải làm công việc khám bệnh được và điều trị cho bệnh nhân hết bệnh. Còn tu sĩ Phật giáo mà không làm có cái công việc quan trọng nhất, cốt lõi nhất, đó là dẫn dắt người khổ đã đạt được hạnh phúc, người phàm đạt được chân nhân, thì vai trò tăng sĩ của chúng ta là đang bị trục trặc, tức là chưa phát huy hết những gì mà chúng ta cần phải có. Kính chúc chư Tôn Đức được an lành và hành thông trong các Phật sự. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển.
dựng xây tình độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.